Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin lộ một đòn thù hiểm bổ vào Nguyễn Phương Hằng, ai chủ mưu? Bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện các livestream phát hành trực tiếp đấu tố nhiều nghệ sĩ suốt gần một năm không sao. Tuy nhiên, khi bà Hằng phạm húy thì lập tức bị công an bắt giam. Trong một clip, bà Nguyễn Phương Hằng đã tố ông Phan Văn Mãi, cựu bí thư tỉnh Bến Tre, nay là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là nguyên nhân chính gây ra vụ bắt bớ bà Nguyễn Phương Hằng sau đó. Được biết, vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng, CEO của công ty cổ phần Đại Nam bị bắt, bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, theo điều số 331 của Bộ Luật Hình Sự vào ngày 24 tháng 3, thì lời phát biểu của bà chỉ đích danh ông Mãi chỉ trước đó có 2 ngày. Ngày 22 tháng 3, bà Hằng có phát hình trực tiếp và bà có đề cập với mối quan hệ giữa vợ chồng bà với chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi. Bà cho biết vào hồi năm 2020, công ty Đại Nam từng đem nhà máy nước lọc xuống tỉnh Bến Tre để lọc nước mặn, hỗ trợ người dân. Khi thời điểm đó, ông Mãi còn giữ chức bí thư tỉnh ủy. Theo bà Hằng, phía Trung ương đã có công văn gửi thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh trả lời cho bà về những đơn tố cáo. Nhưng hai tháng qua, ông Mãi vẫn im lặng. Chính ông đã bạc tình bạc nghĩa với vợ chồng tôi, bà Hằng nói. Bà Hằng cũng cho biết là bà nói điều này ra để Trung ương không lầm với con người ông Phan Văn Mãi, tránh đưa ông này lên chức vụ cao hơn. Bà Nguyễn Phương Hằng nổi như cồn vì trong khoảng thời gian một năm ròng, bà thường xuyên phát hình livestream nói về vấn đề quyên góp từ thiện, tố cáo một số nghệ sĩ, ca sĩ, MC ăn chặn tiền từ thiện. Những livestream này không đáng ngại, chỉ có livestream tố cáo ông Phan Văn Mãi thì sau đó bà lập tức bị bắt. Đây là hình ảnh video clip tố cáo ông Phan Văn Mãi của bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà, được biết đến là người dành nhiều thời gian đi làm từ thiện, xây dựng quỹ từ thiện Hằng Hữu, cứu sống hàng nghìn trái tim, xây nhà máy oxy giúp cho người dân qua đợt Covid-19 vừa qua. Phan Văn Mãi và vợ chồng Dũng Lò Vôi có lúc còn rất mặn nồng. Câu chuyện bắt đầu từ ngày 28 tháng 3 năm 2020. Vợ chồng ông Dũng Lò Vôi cùng ông Võ Hoàng Yên bàn giao hai công trình cung cấp nước ngọt miễn phí cho người dân tại hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang. Sau thời gian thi công, đúng một tuần sau khi khảo sát độ mặn tại Bến Tre vào ngày 28 tháng 3, ông Huỳnh Uy Dũng, tức là ông Dũng Lò Vôi, cùng ông Võ Hoàng Yên và Phan Văn Mãi, lúc đó là bí thư tỉnh Bến Tre, đã chính thức nhấn nút vận hành hệ thống lọc nước mặn thành nước ngọt để cung cấp miễn phí cho bà con xã Châu Bình và các xã lân cận thuộc huyện Rồng Tôm. Với công suất lọc ra 500 mét khối nước ngọt mỗi ngày, ước tính hệ thống lọc này có thể đảm bảo nước sinh hoạt cho khoảng 5.000 hộ dân tại địa phương. Nếu mỗi hộ dân dùng hết 100 lít nước mỗi ngày để ăn uống, uống cạn ly nước lấy từ hệ thống lọc nước mặn thành nước ngọt sau khi nhấn nút vận hành. Lúc đó, ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bến Tre cảm kích nói rằng nước rất ngọt, rất chất lượng, không khác gì nước suối đóng chai của thương hiệu lớn. Thực sự, đây là món quà rất quý giá từ sự hỗ trợ của vợ chồng anh Huỳnh Uy Dũng, chị Nguyễn Phương Hằng và sự kết nối của lương y Võ Hoàng Yên giúp cho Bến Tre, đặc biệt thời điểm này thì quá quý, không gì bằng. Được biết, trước đó, vợ chồng ông Dũng Lò Vôi cùng ông Võ Hoàng Yên cũng đã đến bàn giao hệ thống 4 km đường ống dẫn nước ngọt cho người dân hai xã Yên Luông và Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, CEO Nguyễn Phương Hằng, phu nhân của ông Huỳnh Uy Dũng, chủ tịch quỹ từ thiện Hằng Hữu, cũng quyết định tặng thêm 4 km đường ống dẫn nước nữa để đưa nước từ nhà máy đến xã Long Vĩnh để giúp 1.000 hộ dân ở đây có nước sạch để sinh hoạt và ăn uống. Đây là hình ảnh Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng, Phan Văn Mãi, Võ Hoàng Yên tính từ phải sang tại nhà máy lọc nước tỉnh Bến Tre. Đấy là mối quan hệ giữa vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng với ông Phan Văn Mãi qua trung gian là ông Lang, Võ Hoàng Yên. Như vậy thì mối quan hệ giữa ông Lang và ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày nay phải rất gần gũi mới có sự mai mối đến như thế này. Đây là một mối quan hệ rất mờ ám,
một quan chức đầu tỉnh là người rất thân với một ông trùm lừa đảo. Câu hỏi đặt ra là tại sao bà Hằng không tố cáo quan chức Tiền Giang mà lại tố cáo quan chức tỉnh Bến Tre, mà cụ thể là ông Phan Văn Mãi? Đó là vấn đề mà người ta đang nghi vấn. Và rõ ràng việc công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ án bà Nguyễn Phương Hằng cho thấy có bàn tay của ông Phan Văn Mãi, vì đúng ra nó phải được công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý án mới đúng. Thực tế bà Nguyễn Phương Hằng tuy dùng những ngôn từ không lịch sự gì để tố cáo những người có quan hệ với ông Võ Hoàng Yên, tuy nhiên những hành vi mà bà Hằng đã từng tố cáo ấy có nhiều điểm không phải là không đúng. Rất nhiều hành động của các giới nghệ sĩ bị bà Hằng tố cáo là sự thật. Cái sai của bà Hằng có chăng cũng chỉ là không thể kiêng nể một quan chức lớn đứng đầu một tỉnh như ông Phan Văn Mãi mà thôi. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi khi còn là bí thư tỉnh Bến Tre. Ông Phan Văn Mãi năm nay 49 tuổi, quê huyện Rồng Tôm, Bến Tre, có trình độ lý luận chính trị cấp cao, cử nhân tiếng Anh, cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản lý kinh tế. Ông Mãi là cán bộ, lãnh đạo, trưởng thành từ phong trào đoàn cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại trung ương và địa phương. Ông Mãi từng giữ chức bí thư tỉnh đoàn Bến Tre, bí thư trung ương đoàn, rồi bí thư thường trực trung ương đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Vào năm 2014, trung ương luân chuyển ông Mãi trở về Bến Tre để đào tạo, thử thách trên cương vị phó bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Tại đây, ông giữ chức vụ phó bí thư thường trực tỉnh ủy Bến Tre, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, rồi bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Hiện là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và tràn đầy khả năng sẽ vào Bộ Chính trị. Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin tấn công mạnh Trịnh Văn Quyết, ông Võ Văn Thưởng đang ẩn chứa mưu đồ gì? Ông Võ Văn Thưởng là thường trực ban bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vai trò của ông Thưởng chỉ là phụ tá của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếng nói của ông phải bé hơn tiếng nói của ông Trọng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ông Thưởng không nấp sau ông Trọng nữa. Thật ra, hai vụ án làm rung động xã hội gần đây là vụ bắt bà Nguyễn Phương Hằng và ông Trịnh Văn Quyết là hai vụ thuộc thẩm quyền xử lý của ông Phạm Minh Chính. Bộ Công an là một bộ trong chính phủ, vậy nên những gì thuộc thẩm quyền của Bộ Công an xử lý là trách nhiệm của Thủ tướng. Tuy nhiên, ông Võ Văn Thưởng là người đang tỏ ra rất sốt sắng với đề xuất này. Trung ương Đảng là nơi xử lý mặt đảng các quan chức cấp cao, chứ không phải là nơi trừng trị người dân. Nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhà nước song trùng. Trong đó có bộ máy đảng và bộ máy nhà nước tồn tại song song. Bộ máy đảng dùng điều lệ của đảng và các nghị quyết của đảng để cai trị những đảng viên thấp hơn, còn cai trị toàn xã hội là nhiệm vụ của nhà nước. Trong nhà nước, cơ quan có quyền lực lớn nhất là chính phủ. Rõ ràng, vụ án ông Trịnh Văn Quyết và bà Nguyễn Phương Hằng là vụ án liên quan đến hai thường dân. Nó chưa liên quan đến các quan chức. Theo trình tự thì đúng ra khi bắt thường dân khai thác mới ra được sai phạm quan chức và từ đó đảng mới xử lý quan chức sau. Tuy nhiên, thực tế thì đảng làm ngược lại, mà người đang làm việc đó chính là ông Võ Văn Thưởng chứ không phải ai khác. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng. Từ trước đến nay, ông Thưởng vẫn thường kín tiếng. Đột nhiên, thời gian này, ông lại lên tiếng. Đó là điều mà dư luận đang đặt ra. Vào ngày 31 tháng 3 vừa qua, ông Võ Văn Thưởng đã chủ trì cuộc họp của Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban này tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 7 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao, Ban Cán sự Đảng và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Trong cuộc họp này, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đến 3 vụ án bao gồm vụ án xử lý nhóm Báo Sạch, vụ bà Nguyễn Phương Hằng và mới đây là vụ án thao túng thị trường chứng khoán. Đặc biệt là ông thường trực Ban Bí thư dùng từ ngữ khá mạnh để tấn công vào vị đại gia mới vừa bị sổ khám, đó là ông Trịnh Văn Quyết. Ông nói rằng vụ án thao túng thị trường chứng khoán có tính chất thách thức đường lối, chủ trương của đảng. Một khi ông Thưởng xem hành động của Trịnh Văn Quyết là thách thức đảng thì xem ra ông đã nhắm vào Trịnh Văn Quyết là kẻ thù của đảng. Một thái độ chưa từng thấy của một quan chức cấp cao với một thường dân phạm tội hình sự bình thường, không có dính dáng gì
đến yếu tố chính trị cả. Đáng chú ý, tại hội nghị, ông Thường trực Ban Bí thư đã nêu lên một số vấn đề cụ thể. Trong đó, ông Võ Văn Thưởng khẳng định những vi phạm có tính chất thách thức đối với đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, thách thức dư luận xã hội cần phải xử lý nghiêm minh và kịp thời. Một số vụ việc cần đẩy mạnh hơn, nhất là các vụ việc mà dư luận xã hội quan tâm, liên quan đến nhiều người, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt đã có chỉ đạo phải khẩn trương giải quyết. Đây là hình ảnh phát ngôn rất mạnh của ông Võ Văn Thưởng đã được đưa ra về vụ việc này. Câu hỏi đặt ra là vì sao ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư lại đi tấn công ông Trịnh Văn Quyết, một chủ doanh nghiệp mạnh đến thế? Việc xử lý những vụ án lớn từ lâu nay được người ta xem là công việc đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng. Ngọn lửa đó chưa bao giờ ngừng cháy, tuy nhiên càng ngày thì ông Nguyễn Phú Trọng lại càng già đi và e rằng cái lò vì thế mà cũng yếu dần. Ông Võ Văn Thưởng đang là Thường trực Ban Bí thư, được xem như là cấp phó của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên lần này cho thấy ông Thưởng còn nói mạnh miệng hơn cả ông Nguyễn Phú Trọng. So với những Thường trực Ban Bí thư tiền nhiệm thì lần này ông Thưởng như muốn chứng tỏ ông không phải là cái bóng núp sau lưng ông Nguyễn Phú Trọng như thường lệ và chỉ làm những gì mà ông Trọng sai bảo. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng và ông Nguyễn Phú Trọng. Việc làm của ông Võ Văn Thưởng cho thấy ít nhất ông đang chứng tỏ năng lực của ông trước công chúng và trước các đảng viên Đảng Cộng sản. Ông Nguyễn Phú Trọng đã già, có thể đến hội nghị trung ương thứ 5 vào tháng tới sẽ có sự thay đổi về lãnh đạo của Đảng. Việc bắt bớ các người đứng đầu và các công ty lớn những ngày vừa qua cho thấy các nhóm chính trị đang nhắm vào nhau để triệt hạ chân tay của nhau. Đó chính là những sân sau với những doanh nghiệp khổng lồ. Những ai dính dáng ít nhiều đến những cá nhân bị bắt buộc phải co vòi. Đó là mục đích của việc đánh án trước hội nghị trung ương 5 của Đảng Cộng sản. Với việc tấn công của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Trịnh Văn Quyết thì hiện nay ông Võ Văn Thưởng cho thấy rằng ông là người đang trong thế công chứ không phải là thế thủ. Ông đã đánh động đến những ai chưa bị lộ rằng họ không nên giành giật miếng bánh quyền lực sắp dọn lên mầm. Võ Văn Thưởng lâu nay được cho là con người khá kín tiếng, không thích làm hình ảnh trên báo chí và mạng xã hội. Vì vậy mà nhiều người cho rằng trong năm lãnh đạo chủ chốt có quyền lực cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam thì ông Thưởng là người có sức tranh đấu kém nhất. Tuy nhiên, trước thềm đại hội Hội nghị Trung ương lần thứ 5 sắp tới, người ta thấy một hình ảnh Võ Văn Thưởng hoàn toàn ngược lại với những gì mà mọi người vẫn đánh giá trước đó. Ông ta rất mạnh mẽ, lấy hình ảnh trên truyền thông và như ông ta đang sẵn sàng cho một vai trò mới nào đó. Ông Võ Văn Thưởng được xem là vị lãnh đạo trẻ trong năm lãnh đạo chủ chốt và thậm chí là ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất. Ông tiến thân nhanh như vũ bão, gần như sự nghiệp không gặp chút sóng gió gì cả. Làm bí thư Trung ương Đoàn 4 năm, làm bí thư tỉnh Quảng Ngãi 3 năm, phó bí thư thường trực Thành phố Hồ Chí Minh 2 năm, làm trưởng ban tuyên giáo 5 năm và giờ là vị trí thường trực ban bí thư, tức là vị trí phó tướng cho ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Võ Văn Thưởng đang ở vị trí quyền lực rất cao và nếu cứ đà này tiến thân như đã từng đi thì rất có thể ông sẽ có một suất trong tứ trụ ở một tương lai không xa. Kỳ này, ông Võ Văn Thưởng đang làm hình ảnh trước công chúng cho thấy dường như ông cũng đang chuẩn bị cho một vị trí mới. Và chúng ta hãy đợi xem tại Hội nghị Trung ương 5 ông Thưởng sẽ làm gì.